khá là tốt, kết quả làm bài khá là tốt, điểm trung bình đến 9 điểm lận. À, dĩ nhiên về cái phổ thì vẫn có những bạn không điểm. Không điểm có nè. 1 điểm có, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm. À, nguyên cái dọc từ 0 đến 4 này nè. À, là được quy đổi là 1 điểm điểm danh rồi đó. Rồi. Từ 5, 6, 7 thì sẽ là 5 điểm ha. 8, 9, 10 thì sẽ là 10 điểm điểm danh. Nghĩa là kết quả cũng khá là tốt. Rồi với mấy cái câu lúc nãy á thì nó là những cái nội dung chính ở trong bài thôi. Nếu mà các bạn vừa nãy mà cái câu trả lời của mình nó mà có lỡ chưa chính xác á thì giờ các bạn hoàn toàn có thể tìm lại nội dung tương ứng ở trong bài mình đọc kỹ hơn ha. Rồi, đây, bây giờ chúng ta đi vào nội dung chính của buổi ngày hôm nay. Chị đang share lại màn hình PowerPoint á, tụi em thấy lại được chưa? Thấy lại màn hình PowerPoint được chưa mấy đứa? Dạ thấy rồi chị. À, rồi, ok, cảm ơn tụi em. Vì chúng ta đang học online ha. Bất kể khi nào mà nếu như các bạn không thấy slide chạy, các bạn không thấy tiếng hoặc là nói chung là có bất kỳ trục trặc gì thì nhờ các bạn vui lòng mà báo lên tiếng báo cho chị biết nếu như mà thấy lúc đó chị vẫn còn đang trong meeting, còn không thì nhắn liên hệ thêm với chị Trúc này nọ. Nói chung là vì học online nên là chúng ta sẽ chủ động trong việc trao đổi thông tin qua lại với nhau nha. Rồi. Nhìn chung thì bạn cũng quen việc học online rồi nên chị hy vọng là các bạn sẽ có thể theo dõi được ha. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào bài giới thiệu sức khỏe qua truyền thông đại chúng như chị đã giới thiệu lúc đầu ha. Chị tên là Lê Kiều Trinh, sẽ gặp các bạn một buổi ngày hôm nay và sau đó thì có thể là một số đợt thực tập về sau thì chúng ta sẽ lại có cơ hội gặp nhau tiếp. Nội dung của cái bài này chúng ta sẽ điểm qua những cái ý chính sau đây: các hình thức của truyền thông đại chúng, ưu khuyết điểm của mỗi hình thức. Cái phần ưu khuyết điểm này là cái phần chủ yếu mà các bạn sẽ tự tìm hiểu, chị không có nói nhiều ở đây ha. Chị nhớ không lầm là có một câu hỏi liên quan đến cái phần ưu khuyết điểm này, lát nữa chị sẽ trả lời. Nguyên tắc để ứng dụng trong những cái điều kiện thực tế thì cũng có những cái hướng dẫn khá là chi tiết trong cái file Word cho các bạn rồi. Đây, truyền thông đại chúng. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về những cái định nghĩa, cái ý nghĩa của nó. Trong mình khi mà mình ứng dụng nó trong lĩnh vực giới sức khỏe ha. Rồi, đây chúng ta nhìn lại, các bạn thấy cái này có quen không? Cái này gọi tên là gì biết không? Chúng ta sẽ thử một cái tính năng này ha. Các bạn có thấy cái mục Q&A không? Các bạn thử nhắn vào ở trong đó cho chị biết, thử xem là chị có nhận được cái tin nhắn của các bạn hay không ha. Mình thử ở cái câu này luôn đi, tức là cái hình mà các bạn đang gọi đang nhìn thấy ở trên slide á, nó gọi là cái gì, các bạn có nhớ không? Ai không nhớ thì cứ nhắn là không nhớ, mục đích là chị muốn biết xem là cái tin nhắn của các bạn á nó có đến được với chị không và đến được qua kênh nào. Hiện tại thì tin nhắn của chị sẽ không đến được với các bạn rồi ha. Chị nhắc lại câu hỏi chị đang đặt ra là các bạn nhìn cái hình này nè, nhìn cái sơ đồ này nè, các bạn có nhớ cái tên gọi của nó là cái gì không? Bạn nào nhớ thì gõ cái tên gọi của nó cho chị, còn nếu như mà các bạn không nhớ thì cứ gõ là không biết ha. Rồi ok, giờ chị đã bắt đầu nhận được rồi. Rồi ok, mà hình như nó hơi chậm một chút, khi nó hiện ra là nó sẽ hiện nguyên một nùi luôn. Các bạn chỉ đang nhận được 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái tin nhắn, ít nhất là 5 cái tin nhắn. Cho chị hỏi là tụi em có nhìn thấy mấy cái tin nhắn đó không? Hay là tụi em chỉ nhìn thấy cái tin nhắn của tụi em thôi? Em có thể mở mic nói cho chị biết.
Ờ, Dạ dạ thấy á có. chị. Là tụi em có thấy cái câu nhắn của bạn mình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ có thấy Dạ chị. có. À rồi ok. Vậy có nghĩa là tụi em nhắn cho chị thì chị sẽ nhìn thấy được nè, và các bạn khác cũng sẽ nhìn thấy được luôn. Nếu vậy, nếu chị trả lời ở đây thì sao ta? Dạ chị ơi, có cái bạn mà vô cái link không đi vô, vô cái link phòng học không được đó chị. Ừ. Rồi sao nguyên? Dạ giờ bạn đó không biết vô chỗ nào hả chị? Cái link nó nằm trên group Facebook mà giờ cái link nó đóng rồi. Cái link nó đóng rồi. Chị có phải trả lời cái tin nhắn này. Nha, hiện tại thì chị sẽ thấy tin nhắn và chị sẽ trả lời cho các bạn bằng bằng lời. Còn chị chưa biết cách nào mà chị gửi tin nhắn để các bạn có thể nhìn thấy. À, rồi ok, thôi mình trở lại ha, chứ để cái vấn đề kỹ thuật nó làm mất thời gian. Thì các bạn ở đây đã gọi tên rất là đúng ha. Đây là cái sơ đồ về các thành phần của một tiến trình truyền thông. Đây là cái sơ đồ cơ bản mà mình đã được học ở trong buổi trước ha. Nó qua đây mình thấy được rất nhiều ý nghĩa của cái gọi là truyền thống nhiều sức khỏe. Một là cái tính chất của cái sự truyền thông nè, nó là cái tính hai chiều, các bạn thấy có cái chiều hồi báo đúng không, rồi ô vuông vuông, ô tam giác gì đó, mấy cái đó là có được giải thích ở trong buổi đầu hết rồi, chị không nói lại nữa ha. Rồi nào là yếu tố gây nhiễu nè, bối cảnh thì bối cảnh cả vật chất và bối cảnh về mặt tâm lý, chứ không phải chỉ có nói về cái khung cảnh cứng không thôi ha. Rồi thì ở cái bài này chị mượn lại cái sơ đồ về các tiến trình truyền thông này để chị nói qua cái ý liên quan đến truyền thông đại chúng. Ở đây chúng ta sẽ cần chú ý những cái gì? Khi phân tích truyền thông đại chúng, chúng ta sẽ đặc biệt chú ý một số những cái yếu tố sau của mô hình này. Một là yếu tố về người nhận, hai là yếu tố về kênh, và ba là yếu tố về thông điệp. Trên cái PowerPoint á, chị sẽ điểm lại những cái nội dung chính mà trong firewall các bạn đã được tiếp cận với một cái trật tự, với một cái góc nhìn, với một cái cách trình bày nó khác đi một chút thôi. Còn tổng thể những cái ý đó thì nó vẫn không khác gì so với cái firewall mà các bạn đã được tiếp cận ha. Do vậy xét về nội dung thì các bạn học cái nào cũng được. Firewall thì nó sẽ chi tiết và đầy đủ hơn. Còn trên file PowerPoint này, thật ra chị cũng đã chủ động ẩn đi một số những cái slide mà nó là những cái nội dung phụ, và ở đây chị sẽ chỉ điểm lại những cái ý chính thôi. Nào. Rồi nhắc lại, với cái sơ đồ này các bạn sẽ đặc biệt chú ý ba cái yếu tố, đó là người nhận, thông điệp và kênh. Đây là ba cái yếu tố mà chúng ta sẽ mổ xẻ khi nói về truyền thông đại chúng. Đầu tiên, với yếu tố người nhận thì sao? Với yếu tố người nhận, chúng ta sẽ nói về cái định nghĩa của truyền thông đại chúng. Các bạn đọc ở trong bài thì nó đã có cái định nghĩa rồi, đúng không? Cái câu hỏi đầu tiên lúc nãy chị hỏi trong cái form điểm danh cũng là một lần nữa đề cập đến cái định nghĩa. Do vậy chị ở thời điểm này chị nghĩ là nếu chị hỏi các bạn định nghĩa là gì, các bạn đọc được rất là tốt. Rồi quan trọng là mình hiểu nó như thế nào. Ở đây chị cũng không có lặp lại cái định nghĩa làm chi, chị chỉ có những cái lưu ý sau cho các bạn. Cái định nghĩa hiện tại chúng ta nói, chúng ta sử dụng về truyền thông đại chúng của một cái tác giả, nó ra đời vào năm 2009 ha. Dĩ nhiên là khi đó các bạn sẽ cần phải nhớ tên tác giả và nhớ cái mốc ra đời của cái định nghĩa mà mình đang học. Vì sao? Có nhiều lý do. Cái thứ nhất, trong khoa học nói chung, đặc biệt là những cái khoa học xã hội kiểu như giáo dục sức khỏe đó, thì các bạn sẽ thấy nó có thể có nhiều trường phái và quan điểm lắm. Khi mà mình học, mình phải biết là mình đang học theo trường phái nào, theo quan điểm nào, của tác giả nào. Nó không chỉ là cái thói quen khi mà mình học các môn liên quan đến khoa học xã hội, mà nói chung ra khi mình làm khoa học, mình dẫn chứng ra một cái điều gì đó đều cần phải có cái nguồn trích dẫn ở cái điều này mình lấy từ đâu, hay nó là kết quả của cái công trình nghiên cứu của bản thân mình, hay là mình viện dẫn từ đâu. Nói chung là bạn sẽ phải thể hiện được cái tính tin cậy, cái sự uy tín của cái thông tin mà bạn đưa ra. Thì mình nhớ ha, mình học cái định nghĩa về truyền thông đại chúng của cái tác giả Beers vào năm 2009. Thì thật ra trước 2009 đó, có cái định nghĩa nào về truyền thông đại chúng hay không? Câu trả lời là có.
À, nhưng cái định nghĩa đó nó hơi khác với cái định nghĩa của tác giả này một chút. Lý do vì sao? Trước thật ra thì những năm 2000 không chỉ một hai đất nước nào, nói chung là toàn thế giới luôn, có cái sự thay đổi rất là lớn, mà cái sự thay đổi đó nó khiến cho cái định nghĩa về truyền thông đại chúng phải được điều chỉnh cho phù hợp với vấn đề của thời đại. Chứ các bạn cũng không khó đoán được ha, đó là sự ra đời và phát triển rất là nhanh chóng và lớn mạnh của Internet. Internet khiến cho thế giới, người ta hay nói trong ngoặc kép đó là thế giới nó phẳng ra ha. Dĩ nhiên phẳng ở đây mình không hiểu theo nghĩa đen mà mình hiểu theo nghĩa bóng. Mọi cái sự kết nối này nọ nó được dễ dàng hơn. Và chính vì cái sự ra đời của Internet, trước đây á, người ta chỉ gọi truyền thông đại chúng là một cái gì đó mà mình có thể đưa cái thông điệp nó tiếp cận được với nhiều người thôi. Cái định nghĩa cũ của truyền thông đại chúng nó dừng lại ở mức độ là tiếp cận được với nhiều người. Tuy nhiên với định nghĩa của cái tác giả này vào thời điểm là sau cái năm 2000 thì các bạn thấy cái định nghĩa đó nó không chỉ dừng lại ở cái mức là số lượng tiếp nhận phải là một cái số lượng lớn nữa, mà ở đây nó còn thêm cái tính chất vô danh và phải không đồng nhất nữa. Hai cái ý này thì nó thể hiện rất rõ ở trong cái định nghĩa rồi, đúng không? Ở đây chị chỉ muốn giải thích, cung cấp thêm cho các bạn một chút những cái bối cảnh chung của cái thời điểm nó ra đời, để mình thấy là vì cái tính chất của Internet nên cái việc kết nối một cái số lượng lớn những người, thậm chí ở những cái nơi ở khác nhau, họ ở những cái vùng vị trí địa lý khác nhau, người ở nước này, người ở nước kia có thể kết nối với nhau với một cái số lượng lớn rất dễ dàng, nhưng đôi khi vẫn không gọi là truyền thông đại chúng. Vì sao? Vì nó không vô danh và nó không đồng nhất. Một cái hội nghị có thể diễn ra online với rất nhiều những cái nhà khoa học cùng thảo luận về một chủ đề nào đó, ví dụ là biến đổi khí hậu, thì mình không gọi cái số lượng lớn đó là truyền thông đại chúng, nó vẫn là làm việc với nhóm thôi, chẳng qua ở đây là nhóm lớn. Và với cái tính chất, với cái sự phát triển của Internet, mình có thể tập trung được một số lượng người vô cùng lớn như vậy ha. Tóm lại, vì sự ra đời của Internet nên từ đó trở về sau, cái khái niệm, cái cách vận hành, cái khái niệm của truyền thông đại chúng nó có sự thay đổi dần dần. Và năm 2009 nó chính thức xuất hiện một cái sự định nghĩa của tác giả Pierce, với thêm những cái ý, những cái đặc điểm thêm vô so với định nghĩa cũ để làm rõ hơn cái khái niệm đại chúng. Trong đó hai cái ý sau là hai cái ý mà chị vừa mới giải thích thêm á, cái đó là cái tính vô danh và cái sự không đồng nhất của đối tượng ha. Chứ nếu không có hai cái này thì chỉ có số lượng lớn không thôi, thì với tính chất của Internet trước đó khi không có Internet, cái việc mà tập trung được một cái số lượng lớn nhiều người thì thường là nếu như mà tiếp cận được lớn nhiều như vậy là người ta đã gọi là truyền thông đại chúng rồi. Không, nhưng mà bây giờ đến thời đại khi mà có Internet xuất hiện thì nó không không còn như vậy nữa ha. Đại khái là các bạn sẽ nhìn thấy được cái sự chuyển động theo thời gian, các định nghĩa, những cái gì, những cái kiến thức mình học nó luôn luôn có sự thay đổi theo thời gian ha. Nên các bạn lưu ý cái điều này. Rồi, tóm lại ở đây nói về nội dung cốt lõi thì sao? Định nghĩa của truyền thông đại chúng phân tích dưới cái yếu tố người nhận trong cái sơ đồ của cái tiến trình truyền thông, thì mình thấy cái người nhận trong truyền thông đại chúng có đặc điểm gì? Số lượng lớn, tính vô danh và không đồng nhất ha. Các hình thức của truyền thông đại chúng, khi mình nói về điều này tức là mình đang phân tích cái yếu tố liên quan đến kênh truyền tải. Khi mà cái thông điệp nó đi từ phía người gửi đến phía người nhận nha, thì có những cái kênh truyền tải nào trong truyền thông đại chúng, hay những cái hình thức truyền tải cụ thể nào trong truyền thông đại chúng cũng không quá khó với các bạn đâu, chị tin là như vậy, trong bài có rồi đúng không? Rồi, ở đây chúng ta cụ thể có những kênh nào? Báo chí là cái cách nói gọn, nói rộng ra nó là báo chí và các sản phẩm in ấn, nói chung là những cái tài liệu liên quan đến in ấn. Cái thứ hai là phát thanh, truyền thanh đó. Cái thứ ba là truyền hình, một cái là chủ yếu là kênh tiếng, còn một cái chủ yếu là kênh nhìn, kết hợp được cả nghe và nhìn, cả tiếng và nhìn. Cái thứ ba nữa là truyền thông số, mình nói rồi, Internet không thể nào không kể đến. Thêm một cái điều nữa là những cái thuộc về cái nhóm người ta gọi là thông tin cổ động, những cái outdoor media, bạn có thể thấy nó được
treo dán đâu đó ở những cái quảng trường, những cái nơi mà nhiều người qua lại, treo dán những cái quảng cáo trên xe buýt, xe taxi này nọ đó, ha, là một cái dạng dạng kiểu như vậy. Thì đây là các hình thức của truyền thông đại chúng. Trong mỗi hình thức như vậy á, các bạn sẽ cần phải liệt kê ra được những cái cụ thể trong mỗi hình thức nó là cái gì. Và mỗi hình thức này nó cũng sẽ đi kèm với cái ưu khuyết điểm riêng của nó. Trong bài mình cũng có nói rồi. Theo các bạn thì hiện tại nha, cái này thì các bạn có thể tương tác qua khung chat được nè. Theo các bạn, trong số tất cả những cái hình thức này á, các bạn cho rằng cái hình thức truyền thông đại chúng nào là tốt nhất hiện nay? Mỗi người có thể cho chị một cái ý kiến của các bạn. Trong số 5 hình thức truyền thông đại chúng mình nêu ra ở đây, theo các bạn hình thức nào đang là tốt nhất ở thời điểm hiện nay? Cô cho em hỏi một vấn đề không liên quan đâu. Hôm nãy em có kiểm tra mà em không có vào được linh học á, cho nên là lúc đấy em like hay em vào linh học cái em chưa làm bài á, lúc mà em gửi phản hồi thì nó không còn chấp nhận phản hồi nữa, thì không biết là em có được ghi nhận không mà em có báo tin sự cố vào tin nhắn riêng rồi á. Cái đó thì chắc là mình sẽ giải quyết sau buổi học ha. Nói Vâng chung ạ. như chị đã nói ngay từ đầu, các bạn vào đúng giờ, chị có trừ hao cái thời gian, cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Khi nào nó ổn thì chị mới bắt đầu tính giờ. Dĩ nhiên mình cũng không phủ được hết 100% cái trường hợp vì sẽ có người này người khác, nhưng cơ bản thì chị tự nhận thấy là đã tạo cái cơ hội tốt nhất cho phần đông tất cả các bạn. Ngoại trừ một số những cái trường hợp đặc biệt lắm về mặt kỹ thuật rồi này nọ các thứ thì mấy chị không thể nào mà chi tiết đến như vậy được, tại vì chúng ta đến 400 mấy gần 500 người và hồi nãy thì cũng đã có 452 bạn phản hồi, tức là chị nghĩ là hơn 90% các bạn đã có thể control được những cái vấn đề của mình để mà có thể kịp thời làm link. Nên là ở thời điểm hiện tại bộ môn không giải quyết những cái vấn đề cá nhân như như vậy. Dĩ nhiên em có thể có những cái lý do đặc biệt em sẽ trao đổi thêm và mình sẽ giải quyết sau giờ ha, chứ mình sẽ hiện tại mình không giải quyết ở đây để nó không có mất thời gian chung của tất cả các bạn ha. Rồi chị nhắc lại, cái câu hỏi ở đây chị đang đặt ra là với 5 cái hình thức đang kể ra ở đây nè, các bạn theo ý kiến cá nhân của các bạn thấy là nếu nếu là cho các bạn chọn á, các bạn thấy cái hình thức nào đang là cái hình thức tốt nhất ở thời điểm hiện tại? Thì không biết có ai trả lời À, không? À, có con. dạ chị ơi, cho em hỏi tại sao em không thể gửi cái câu trả lời hay là ý kiến mình vào kênh chat được tới giờ, không 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 thể Em nhắn có được chị. thấy cái mục Q&A không? Dạ em có vô nhưng mà nó thông báo là chỉ có những người tham dự mới có thể vào được. Các bạn khác chị cái này thì chị lại không rõ nha, tại cái giao diện đó thì chị không biết. Hiện tại thì chị vẫn nhận được câu trả lời của các bạn. Các bạn khác có bị tương tự vậy không? Có bạn nào bị tương tự như bạn bạn tính à? Tương tự như bản tính nhưng mà do thiết bị em đang dùng là iPad đó chị, nên thành ra bị á chị, không vô được Q&A. Tức là chị cũng chưa rõ lắm là tại sao có bạn vô được, có bạn chưa vô được. Thôi thì nếu như mà những bạn nào tạm thời các bạn chưa sử dụng được cái mục Q&A thì chúng ta sẽ tương tác bằng lời ha. Hoặc là chị hỏi các bạn không vô được nhưng các bạn có nhìn thấy câu trả lời của bạn mình không? Dạ không luôn chị. Okay. Là nếu như xài app thì sẽ mở được đó chị. Sao em? Dạ nếu như mình mở trên app đó, thì nó sẽ ra được cái mục Q&A, còn nếu như mình xài web là không mở được đó chị. Ok. Cảm ơn
Cảm ơn em. Cũng có thể tại cái phiên bản trên app với phiên bản ở trên web đó, nó có thể có những cái tính năng khác nhau. Đúng, bạn mình gợi ý nó phù hợp á, mình không biết chính xác là nó có phải như vậy không, nhưng mà nó có thể phù hợp. Chị đang xài trên lab, chị vẫn thấy cái mục Q&A, mà chị đang xài app cài ở trên lab á thì chị vẫn thấy, có thể các bạn xài web thì không thấy. Thôi thì giờ chị sẽ vẫn cập nhật lại một số những cái kết quả chính mà chị nhận được qua cái khung Q&A ha. Nếu như những bạn nào bằng nhiều cách chúng ta vẫn chưa vào được, thì thôi chúng ta có thể nhận thông tin qua cái kênh là lời nói của chị ha. Rồi, ok. Chúng ta cố gắng. Chứ tâm thế ngay từ đầu của chị cũng là buổi này sẽ dạy offline chứ cũng phải dạy online. Nên thôi, rồi, thôi bỏ qua mấy cái problem đó nha. Trở lại với cái câu hỏi chị đặt ra lúc nãy, đó là trong số 5 cái hình thức truyền thông đại chúng này á, thì hình thức nào các bạn nghĩ đang là tốt nhất ở thời điểm hiện nay? Đa số các bạn đưa ra cái câu trả lời ở đây là truyền thông số. Truyền thông số rất là nhiều ha. Truyền thông số có bạn đưa thêm cái lý giải, đó là vì tính đa dạng, hợp thời, phù hợp xu hướng. Truyền thông số là tốt nhất. Có bạn giải thích dài lắm nè. Truyền thông đại chúng tốt nhất thời điểm hiện nay, truyền thông số vì mức độ phổ biến của các nền tảng số và do tình hình dịch bệnh và xã hội bây giờ vẫn còn tác động ảnh hưởng đến sinh hoạt tại nơi công cộng. Ok. Rồi. Để coi có ai nói gì khác hơn không? Gần như là không. Chị lướt không biết có bị sót của ai không nha. Gần như là không, đa số đều có nói về truyền thông số. Có một bạn thì nói là phát thanh. Rồi, ok. Thì tụi em chắc là phải hơn 95% á, chọn cái câu trả lời là truyền thông số đang là cái hình thức mà, tại vì hồi nãy trong cái câu của chị dùng á, chị hỏi là chị dùng cái tính từ là tốt nhất hiện nay ha. Ok, cũng có thể hiểu được cái lý do của các bạn, vì sao các bạn chọn truyền thông số. Tuy nhiên á, nếu như mà nói là truyền thông số là cái phương thức mà nó phổ biến nhất ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là ở các thành phố lớn, thì mình hoàn toàn đồng ý ha. Còn nếu như á, mà mình nói tốt nhất á, thì mình còn phải đặt để nó ở trong cái bối cảnh là tốt với người dân ở những cái khu vực nào, ví dụ như vùng sâu vùng xa chưa chắc là truyền thông số sẽ tốt nhất. Ở đây á, thì chị cũng nói luôn có một cái câu hỏi hỏi về việc là ở trong cái phần ưu khuyết điểm, thì có một bạn bạn cũng nêu ra là truyền thông số ngày càng kiểu như là mình thấy nó ngày càng nhiều á, thì tại vì trong bài mình có đưa ra một cái ý, đó là ưu điểm của báo chí đó là tạo được cái sự quan tâm. Thì bạn chưa hiểu rõ lắm cái ý này vì bạn cho rằng truyền thông số bây giờ nó rất là phổ biến, thì như vậy là người ta sẽ ít quan tâm đến báo chí hơn so với truyền thông số. Vậy là báo chí phải là ít nhận được sự quan tâm chứ không phải là tạo được sự quan tâm. Đó, cái câu hỏi của bạn là như vậy. Tụi em nghe thấy có hợp lý không? Hợp lý, đúng không? Cũng giống như ở đây, tại sao đa số tụi em đều chọn là truyền thông số, cái câu trả lời của tụi em cũng rất hợp lý. Vì tụi em là ai? Tụi em là người trẻ, những người rất trẻ đang sống ở một cái đô thị gọi là lớn, gần như là lớn nhất của đất nước này rồi, một cái đô thị phát triển, rất phát triển của đất nước, và là những con người trẻ nữa. Đối với tụi em, thậm chí là tụi em có thể có những cái hoạt động tương tác rồi hòa nhập cái dòng chảy theo kiểu là công dân toàn cầu này nọ các thứ, thì đối với tụi em cái hình thức truyền thông số nó sẽ là một cái gì đó
quá ư là phổ biến, gần như chị đoán rằng có thể ở đây có những bạn không hề đọc báo giấy, có những bạn không hề nghe phát thanh, thậm chí là mình không xem tivi luôn, hoặc là nếu có thì nó là rất ít. Kênh mà tiếp cận thông tin chủ yếu đối với các bạn nó là kênh truyền thông số, thì dĩ nhiên trong đó nó có thể có internet có kiểm soát hoặc là internet không kiểm soát này nọ, cụ thể nhiều cái dạng khác nhau mà trong bài mình có nêu ra ha, nhưng chung quy lại đều là cái kênh truyền thông số, thì đối với các bạn nó là một cái gì đó rất là phổ biến, và các bạn nghĩ về khiến cho mình nghĩ về nó nhiều hơn. Ok, điều đó không có sai, và đó cũng một phần là cái xu hướng chung của xã hội ở nhiều nơi. Tuy nhiên mình nhớ rằng cái bức tranh tổng thể của chúng ta, đối tượng người dân mà cần phải được giáo dục sức khỏe, hay nói cách khác nói rộng ra cái nói chung người dân nói chung của cái công cụ chăm sóc sức khỏe của ngành y tế, của nhân viên y tế nói chung là rất đa dạng. Có thể có người dân ở vùng thành thị, nhưng cũng có thể có người dân ở vùng nông thôn, người dân vùng sâu, vùng xa. Có thể có những người trẻ như các bạn, nhưng cũng không ít những người cao tuổi hoặc những em bé nhỏ. Ví dụ vậy, có những người có trình độ học vấn tốt, sống một cái cuộc sống tương đối đầy đủ, nhưng cũng có những người không biết đọc, không biết viết, không có những cái điều để sử dụng điện thoại này nọ các thứ, mặc dù đúng cái xu hướng là đang ngày càng phát triển theo cái hướng là người ta sử dụng internet rất nhiều, nhưng điều đó không đồng tồn tại vẫn còn một bộ phận rất lớn những người dân mà đối với họ những cái phương pháp đó đó nó mới là thật sự có hiệu quả với họ ha. Nên ở đây một lần nữa chị chỉ muốn nhấn mạnh rằng là cái lập luận của các bạn rất hợp lý, ok chị hoàn toàn đồng tình, nhưng đó chưa phải là tất cả. Báo chí sẽ vẫn rất tạo được sự quan tâm với một bộ phận người dân nhất định, tại vì những cái gì được đưa lên mặt báo không phải ngẫu, không phải tất cả mọi tin tức đều được đưa trên mặt báo. Thói quen đọc báo và thói quen đọc tin tức ở trên báo nó vẫn là thói quen của một bộ phận người dân nào đó, nó vẫn kích thích, nó vẫn tạo được sự quan tâm từ phía họ nếu cái thông tin đó được đưa lên mặt báo so với cái thông tin không được đưa lên mặt báo ha. Nên ok, ở đây chị muốn nói rõ cái điều này để cá nhân cái bạn bạn tác giả của câu hỏi á cũng hiểu rằng là chị không có phủ nhận cái lập luận của bạn, chẳng qua là cái góc nhìn mình mở rộng cái góc nhìn mình ra hơn nữa thì vẫn truyền thông số là một cái mạnh ở thời điểm hiện tại, nhưng nó vẫn chưa phải là tất cả, nó vẫn chưa đáp ứng được cái đặc điểm của tất cả mọi người dân ở tất cả các vùng miền, cụ thể là ở Việt Nam của mình ha. Và trở lại với cái câu hỏi lúc nãy chị hỏi các bạn á, cái kênh nào ở trong số những cái kênh này là tốt nhất, thì như chị đã nói ha, nếu mà nói phổ biến nhất, ok, và đặc biệt là gắn với cái cộng đồng dân cư nữa, thì các bạn sẽ thấy với cái đặc điểm của các bạn, gần như các bạn đều đưa ra cái truyền thông số chắc là không chút đắn đo và suy nghĩ. Nhưng nếu như mình xét cụ thể, đặt nó vô bối cảnh, đặt nó vô những cái cộng đồng dân cư cụ thể, thì có thể cái câu trả lời nó sẽ thay đổi ha. Rồi. Rồi chụp. À, cái chỗ này là chị vừa mới phân tích cái câu hỏi lúc nãy của một bạn đó, ha, nên chị sẽ đi qua chỗ này. Ưu khuyết điểm của từng cái hình thức còn lại thì các bạn xem ở trong bài. Về đặc điểm của thông điệp truyền thông đại chúng thì làm thế nào để mình có một cái thông điệp truyền thông đại chúng hiệu quả? Cái thông điệp ở đây á, chúng ta lưu ý nó có ba cái điểm cơ bạn, nó sẽ có nhiều đặc điểm mà mình cần lưu ý, trong đó nó có ba cái cốt lõi như sau. Một á, là thông điệp phải tích cực, ở trong bài có nói với mình rất rõ đúng không, nếu như á, mà mình có đưa ra thông điệp thì mình hạn chế đưa ra thông điệp theo kiểu tiêu cực, mình chủ động mình đưa ra thông điệp theo kiểu tích cực, tại vì những thông điệp theo kiểu tiêu cực sẽ là không được làm cái gì đó ví dụ vậy, hoặc là sẽ đưa ra một cái bức tranh u tối. Trường hợp đầu tiên đi, không được làm cái điều gì đó, thì khi người ta không được làm cái điều đó rồi, chẳng giả sử như là người ta biết rồi
người ta biết cái điều đó là không được làm rồi, nhưng mà nó vẫn không có cái đầu ra cho người ta, không có cái lối thoát cho người ta, đó là không được làm cái đó, vậy thì người ta làm cái gì? Nó vẫn không có một cái sự định hướng về mặt hành vi, nên là người ta nói rằng cái hiệu quả của nó vẫn không bằng so với những cái thông điệp tích cực. Mình nêu ra cái hướng giải quyết vấn đề cho người dân thì như vậy nó sẽ dễ hơn. Rồi cái thứ hai nữa, cái những cái thông điệp có thể được đưa ra theo kiểu tiêu cực rằng là dựng nên một cái bức tranh khá là u tối về việc là nếu như giống như những cái bức tranh mà những cái poster affix mà các bạn có thể nhìn thấy về chủ đề đừng sử dụng ma túy, đừng đừng thử dù chỉ một lần á, toàn những cái hình ảnh đầu lâu xương chéo này nọ rất nhiều đúng không? Thì những cái điều đó nó sẽ khiến cho người ta cứ nghĩ về cái vấn đề đó là người ta nghĩ về một cái bức tranh u tối ha. Dạo sau này á, nếu bạn xem những cái cũng là những cái sản phẩm truyền thông đại chúng luôn, nhưng mà liên quan đến chủ đề HIV mà về sau này được sản xuất về sau này á, các bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy được cái sự chuyển biến về mặt khi mà nêu ra thông điệp, người ta bắt đầu những cái hình ảnh nó tươi sáng hơn, có cây xanh nhiều hơn, có những con người sinh hoạt một cách lành mạnh hơn, những cái hình ảnh những người tập thể dục khoác tay nhau, dĩ nhiên là lấy cái lưng thôi, không có lấy cái mặt của người ta, đó là hình hình chụp á, khoác tay nhau cùng hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn chẳng hạn, nó bớt dần đi những cái, mặc dù nó không có bỏ đi một cách hoàn toàn, nhưng rõ ràng thì nó bớt hẳn đi những cái hình ảnh theo kiểu là đầu lâu xương chéo rồi một cái bức tranh một cái màu rất là tối, rất là u ám khi mà nói về HIV/AIDS ha. Đó cũng là một cái ví dụ nữa để thấy rằng là thật ra ban đầu thì có thể có những cái người ta làm chưa tốt, nhưng một khi người ta nhận ra thì người ta sẽ có cái sự điều chỉnh ha. Nói chung bài học ở đây của mình đó là thông điệp nói chung khi mà mình đưa ra trong cái lĩnh vực giáo dục sức khỏe nó đã cần là những cái thông điệp tích cực rồi, thì ở đây đặc biệt trong truyền thông đại chúng nó cũng tuân thủ cái nguyên tắc lõi đó ha, nên đưa ra những thông điệp truyền thông đại chúng, những cái thông điệp tích cực khi mình làm truyền thông đại chúng ha. Điều này nó sẽ còn đặc biệt quan trọng nữa, tại vì các bạn hình dung á, là truyền thông đại chúng nó gieo vào đầu người ta cái ý thức, cái suy nghĩ theo kiểu giống như là mưa mưa dầm thấm lâu vậy đó ha. Có thể bạn không nhớ, bạn không gọi tên được cái điều đó một cách rành mạch rõ ràng cụ thể tức thì khi ai đó hỏi, nhưng cái ý đó nó đã ngấm vào trong đầu bạn rồi. Đôi khi bạn sẽ nghĩ về một cái điều gì đó nó rất tự nhiên, ví dụ như hỏi trở lại với cái HIV lúc nãy đi, chị có thể hỏi là các bạn có thể nhớ được một cái thông điệp cụ thể nào liên quan đến HIV và các bạn nói ra không? Nếu mà hỏi chi tiết đến như vậy thì có thể các bạn không nhớ, nhưng mà chị tin là khi mà chị diễn tả theo kiểu là những cái bức hình đa số là sẽ có đầu lâu xương chéo rồi này nọ các thứ thì chị nhớ, chị tin là các bạn sẽ có một cái cảm xúc, sẽ có một cái mường tượng, sẽ có một cái hình dung về cái kiểu của những cái poster, cái kiểu của những cái affix như vậy. Có thể nó không cụ thể giống nhau, nhưng mà cái cảm xúc, cái suy nghĩ trong đầu của mình hướng về cái chủ đề đó, nó sẽ có thể gợi lên được những cái kiểu hình ảnh như vậy. Thì đó là cái nguyên tắc tác động của cái thằng truyền thông đại chúng này, nó cứ để vậy á, mình đi qua mỗi ngày, đi lại mỗi ngày, mình nhìn nó mỗi ngày một chút thôi, nó không nhiều, nhưng rồi thì mình nhớ, mình ngấm cái điều đó hồi nào không hay, mình không thuật lại được từng câu từng chữ, nhưng mà nó ngấm vào cái suy nghĩ, cái ý thức, không đôi khi không phải ý thức nữa, tiềm thức vô thức của mình ngấm sâu hơn nữa, tức là chị muốn nói nó ngấm sâu hơn nữa đó mà mình không nhận ra được. Do vậy nếu như chẳng may những cái thông điệp truyền thông đại chúng mà là những cái thông điệp tiêu cực á, đó thì một khi nó đã dán sâu, nó đã hằn sâu vào trong suy nghĩ của người dân rồi, sau này mình gỡ nó ra rất là khó. Điển hình như các bạn thấy bây giờ là lại rất nhiều chương trình trong lĩnh vực HIV lại đang nói về vấn đề gì các bạn? Chống kỳ thị, không kỳ thị người nhiễm, đúng không? Những cái kỳ thị đó nó đôi khi, những cái chương trình đó đôi khi được tổ chức cho chính nhân viên y tế là những người hiểu rất rõ về bệnh HIV, nhưng mà được bao nhiêu trong số
đơn giản là tụi em ở đây đi, gần 500 sinh viên y khoa năm thứ năm, được bao nhiêu trong số tụi em? Nếu như bây giờ mình đứng đối diện với một người mà mình biết là người đó mắc HIV S giai đoạn cuối đi chẳng hạn, mình cư xử, mình hành xử, mình có những cái biểu lộ với họ hoàn toàn bình thường, công tâm chứ. Công tâm thì dĩ nhiên chị không cần các bạn trả lời ở đây, nhưng mà công tâm trả lời với chính bản thân các bạn là người trong số chúng ta, ít nhất là mỗi bạn tự trả lời đi, cái mức độ mà mình thể hiện ra một cái sự hoàn toàn bình thường như là không có gì, người đó như bao người khác, được được bao nhiêu, nó có nhiều không, và bạn có tự tin, có tin rằng là mình sẽ làm được như vậy hay không. À, thì chị không biết cái kết quả cụ thể là như thế nào, nhưng mà thế nào cũng sẽ có những cái kết quả nó không cao lắm, trong khi chính bản thân chúng ta là người hiểu rất rõ về cái căn bệnh HIV, rất không lây qua những cái tiếp xúc thông thường, đúng không? À, dĩ nhiên thì cũng không phải lỗi mình, không gì không phải lỗi mình tất cả ha. Ý ở đây chị chỉ phân tích một phần rằng là những cái tác động của truyền thông đại chúng đôi khi nó ngấm vào cái suy nghĩ, cái ý thức của người dân một cách rất là nhẹ nhàng, mình không gọi, mình không thấy nó to tát gì đâu, nhưng sau một khoảng dài mình nhìn lại, nó có hiệu quả lớn đến không ngờ. Tất cả chỉ để phục vụ cho cái ý ở đây, tóm lại thông điệp đưa ra trong giáo dục sức khỏe nói chung là nên là những cái thông điệp tích cực rồi, đối với những cái thông điệp trên truyền thông đại chúng lại càng phải như vậy ha. Thông điệp đưa ra mang màu sắc tích cực, ngắn gọn, dĩ nhiên rồi, dài quá đâu ai nhớ. Và thứ ba là dễ hiểu ha. Rồi, một số những cái nghĩ, một số những cái nhận định trong bài cũng có nói ha. Nếu như mà bạn nào đã đọc bài rồi thì ok, bây giờ tụi em có thể tự diễn đạt lại theo cái cách của tụi em. Còn nếu như mà bạn nào chưa đọc bài thì bây giờ mình có thể đưa ra suy nghĩ của mình cho từng cái nhận định sau đây, coi là em đồng ý hay không đồng ý với nhận định này, kèm với lý do tại sao ha. Đầu tiên nè, người ta cho rằng các hoạt động truyền thông đại chúng là những hoạt động rất tốn kém, thì tụi em đồng ý hay không đồng ý với với cái nhận định này, kèm với lý do tại sao? Tụi em lại có thể trả lời qua khung chat ha. Còn những bạn khác thì cho chị hỏi tụi em có sử dụng được tính năng giơ tay không? Cái nút giơ tay á. Tụi em có sử dụng được cái nút giơ tay không? Được, đúng không? Rồi, ok. Nếu bạn nào sử dụng được cái nút giơ tay á thì các bạn có thể chọn cái tính năng giơ tay nếu như mà các bạn muốn trao đổi bằng lời ha. Còn lại thì các bạn có thể gửi câu trả lời qua cái mục Q&A á. Nào. Rồi, Minh Đức là giơ tay trả lời đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, chị mời em. Dạ em nghĩ là nó không có tốn kém á, tại vì các thông điệp trong chương trình giáo dục truyền thông, nếu như mà nó tiếp xúc được nhiều người, nó tiếp cận được nhiều người thì cái chi phí đối với một người nó rất là ít và nó sẽ là đem lại hiệu quả kinh tế á, chứ còn nó không có tốn kém á. Rồi, em cho rằng là tức là em sẽ không đồng ý với nhận định này. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn Đức. Rồi, các bạn khác thì sao? Chị đang đợi để nhận một số những cái trả lời của các bạn qua khung chat, qua cái mục Q&A. À, có một bạn khác giơ tay, Chí Hiếu. Chị mời Hiếu. Nghe hơi nhỏ, em không không có nghe được rõ, em nói lại xem. Là cái Hiếu đối có nghe tượng mình hướng tới là thí dụ cái thông điệp mình muốn truyền đạt thì chỉ nhắm đến những cái người cao tuổi thôi, mà sử dụng đến truyền thông đại chúng á, thì rõ ràng là đồng ý là truyền đạt cũng cho người trẻ biết, nhưng mà người trẻ biết cũng chẳng để làm gì. Vậy đó, một khoản chi phí nó rất là lớn, sự một hoang phí rất là lớn, cho nên là quan trọng ở đây tốn kém hay không tốn kém á, phụ thuộc vào cái cách mà mình tiến hành, mình có sử dụng triệt để được cái lợi thế của truyền thông đại chúng hay không. Dạ, theo cá nhân em nghĩ là như vậy ạ. Hiếu ơi, cho chị hỏi lại cái ý đầu mà em nói á, cái ý gì mà
cái lúc mà em diễn đạt mà liên quan đến người trẻ mà lãng phí á, cái đoạn đầu đó đó em, chị nghe chưa rõ được cái đoạn đầu. Nghe được không Hiếu? Thì thật ra thì nó chỉ hướng chủ yếu đến một cái nhóm đối tượng cụ thể nào đó thôi, nhưng nếu như mình sử dụng đến cái thông điệp truyền thông đại chúng á, thì đồng ý nó đến được tất cả với mọi người, nhưng mà thật sự là chỉ có một nhóm người có lợi từ nó, còn những nhóm người kia biết chỉ biết để vậy thôi và cũng chẳng có lợi ích gì. Thì lúc đó truyền thông đại chúng của mình á, thực ra thì nó cái chi phí nó đội nó rất là cao, và cái phần đội nó chính là cái phần thang phí mà khi mà mình đã sử dụng cái truyền thông đại chúng nó không có một cách phù hợp và chính xác, nó như vậy. Ở bên cho nên ý mình cảm thấy là tốn kém nó tùy vào thuộc mình có nắm bắt được nó hay không và sử dụng nó như thế nào để có thể tận dụng được hết cái thế mạnh của nó. Rồi, ok, cảm ơn em. À, chị nghe được rõ hơn rồi. À, chị hoàn toàn đồng ý với quan điểm rằng là nó còn tùy thuộc vào cái cách mình sử dụng như thế nào nữa. Nếu đặt trong cái trường hợp em nêu ra rằng là cái thông điệp này nó đang hướng đến một cái nhóm người cụ thể nào đó mà lại sử dụng cái phương pháp truyền thông đại chúng để mà gọi là phủ được quá, có nghĩa là phủ một cách dư so với cái nhóm đối tượng đích cần thiết của mình đó, thì đúng là như vậy, nó sẽ gây lãng phí ha. Tuy nhiên nếu như mà mình nói đến những cái hành vi sức khỏe, nói riêng, những cái hành vi nói chung và những cái hành vi sức khỏe nói riêng mà nó mang cái tính chất rằng là ai cũng cần phải làm, ai cũng cần phải biết, ví dụ như là cần phải mang khẩu trang ở nơi công cộng, cần phải đội mũ bảo hiểm khi mình tham gia giao thông ở ngoài đường, cần phải ví dụ như đến nơi đông đến nơi công cộng thì không hút thuốc lá chẳng hạn, chỉ ví dụ, hay nôm na là tụi em có thể gom nó vô cái nhóm mà những cái hành vi sức khỏe liên quan đến đã được quy định ở trong luật của nhà nước và ai cũng cần phải biết hết, thì những cái điều này rõ ràng truyền thông đại chúng là phù hợp rồi ha. Tức là tất cả mọi người dân ở trong cộng đồng, dĩ nhiên cái ý mọi người dân ở đây á, mình nếu như mà mình bắt bẻ theo kiểu là đứa con nít 2-3 tuổi thì nó cần gì phải biết thì nó cũng đúng rồi, nhưng mà đại đa số người dân ở trong cộng đồng họ đều cần phải biết cái thông tin đó, thì với những cái trường hợp như vậy thì chúng ta dùng truyền thông đại chúng nó sẽ là phù hợp, còn dùng không phù hợp thì nó gây ra cái sự lãng phí, thì điều này thì chị hoàn toàn đồng ý. Nói một chút về cái điều mà hồi nãy bạn đầu tiên là bạn Đức có nêu ra, có nghĩa là bạn cho rằng nó không tốn kém lắm khi mà mình tính trên cái số lượng, tính trên cái tính chi phí trên từng chi phí dành cho từng người dân ha, có nghĩa là bạn tính ở cái đầu ra đó thì ok ha, tức là ở đây á mình phải phân biệt được làm truyền thông đại chúng có tốn kém không, có, nếu như mình xét ở cái đầu vô tức là phải có tiền để cho bài lên để làm clip và gửi đài truyền hình để lên tivi đi chẳng hạn, cái khâu đó tốn kém không mấy đứa? Tốn kém chứ, lên tivi là cái tiền nó tính bằng giây đúng không, cái clip 10 giây sẽ khác với cái clip 20 giây đúng chưa ha, đặc biệt là phát vào khung giờ nào nữa, khung giờ vàng giá sẽ khác, khung giờ vàng tức là khung giờ mà người ta xem tivi rất nhiều á ha, thì nó sẽ khác, phát ngoài khung giờ vàng nó sẽ khác ha, nên là có tốn kém hay không, có, không thể nào không tốn kém được. Và để mà có thể đăng bài ở trên phát thanh này nọ các thứ thì đại khái là nó đều cần một cái khoản đầu tư nhất định ha, chưa kể một số lý do nữa, lát nữa mình sẽ thấy truyền thông đại chúng nó phải cần là những cái hoạt động mà nó lặp đi lặp lại chứ không phải chỉ làm một lần rồi thôi, thì mỗi lần lặp đi lặp lại như vậy có tốn kém không, có ha, thì ở cái giai đoạn ban đầu không thể không tốn kém được, nhưng ý ở đây á, nếu như mình chỉ dừng lại ở đó và mình khẳng định rằng các hoạt động truyền thông đại chúng đều là những cái hoạt động tốn kém thì như vậy là chưa đủ ha, cái bức tranh nó vẫn còn tiếp tục nữa cho đến khi mình làm được cái điều ở khó cái khúc ban đầu này nè,
ha, mình đi đến cuối để mình thấy được, khi mà mình làm được rồi, cái số lượng người dân, số lượng đối tượng được hưởng thụ, số lượng đối tượng mà mình có thể tiếp cận được trong cái chương trình đó là rất nhiều, là rất lớn. Thì nếu như mà mình có thể chia ra tính toán bình quân đầu người thì lúc đó mình lại thấy là nó không quá tốn kém so với những cái hoạt động về truyền thông nhóm hay truyền thông cá nhân. À, thì nó là như vậy, nên là cùng một cái nhận định mình phải khi mình đưa ra nó có thể đúng ở thời điểm này nhưng nó cũng có thể không đúng ở thời điểm khác, mình cần phải đặt nó trong một cái bối cảnh tổng thể. Rồi. Ok, đó là nhận định đầu tiên. Nhận định thứ hai, truyền thông đại chúng, những cái thông điệp trên truyền thông đại chúng đều là những cái thông điệp yếu ớt thôi, nó không có giá trị gì cả. Theo tụi em có đúng là như vậy không? Em đồng ý hay không đồng ý với cái nhận định này? Cái tin nhắn hình như nó load hơi chậm ha. Hiếu giơ tay hả Hiếu? Rồi chị mời Hiếu. Thông điệp thì nó có thể mạnh nhưng mà theo cá nhân em nhìn theo một cái hướng khác nữa là mặc dù thông điệp có mạnh nhưng mà một cái nhược điểm truyền thông đại chúng đó là cái đối tượng của mình nó mỗi ngày không chỉ tiếp xúc với mỗi thông điệp của mình muốn đưa ra mà còn bị tiếp xúc Đúng rồi. với rất rất nhiều cái thông điệp khác nữa, gần như bị gọi dội bơm ấy. Cho nên là do mặc dù thông điệp mình đưa ra nhưng mà do người ta bị dội bơm quá nhiều trên gần như là cái họ sẽ bị gần như bị loãng đi rồi. Cho nên là em nghĩ là thông điệp yếu thì cũng là một ý đáng để suy ngẫm về vấn đề truyền thông đại chúng không? Ừ, rồi đồng ý ha, đồng ý ở cái thời điểm mà nó xuất hiện á, thì nó có thể là yếu ớt, nó có thể yếu ớt ha, nhưng mà như chị nói lúc nãy á, cái thông điệp ban đầu nó có thể yếu ớt, nên là khi mà làm truyền thông đại chúng á, không ai người ta chỉ đưa ra thông điệp đó chỉ có một lần không thôi, người ta sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, thậm chí với nhiều hình thức khác nhau để tránh gây ra sự nhàm chán. Và một khi cái thông điệp nó đủ dày á, một khi cái thông điệp nó đủ dày á, thì tự nhiên nhiều khi mình nhìn lại mình thấy nó ăn vào đầu mình hồi nào cũng hay. Ví dụ như cái câu chuyện chị vừa mới chia sẻ với các bạn liên quan đến HIV đó, nên là cái thông điệp yếu ớt á, mình cũng cần phải hiểu nó ở tính hai mặt, giống như là cái ý vừa rồi, cái thông điệp yếu ớt ở cái thời điểm nếu như mà mình chỉ nhìn nó ở một cái lát cắt ngang tại một thời điểm, cái thông điệp nó đưa ra chẳng có gì đặc sắc và ấn tượng so với hàng loạt những cái thông điệp khác, đặc biệt là các thông điệp về mặt sức khỏe nữa, thì thường cái tính thu hút nó cũng khá là kém so với những cái thông điệp khác mà nó được đầu tư và đứng phía sau đó bởi các nhãn hàng kinh doanh này nọ các thứ, đúng không? Nói chung là nó được đầu tư vì mục đích thương mại thì nó sẽ đặc sắc hấp dẫn hơn. Tuy nhiên về lâu về dài, những cái thông điệp với sức khỏe mình sẽ thấy sức mạnh của nó khi mình phải nhìn trên một cái tổng thể lâu dài. Có một bạn nói là một số cái thông điệp truyền thông đại chúng rất mạnh mẽ và ngắn gọn, có thể tác động trực tiếp đến bạn luôn. Mấy người mà làm cái thông điệp, sản xuất ra cái thông điệp đó mà nghe em nói vậy chắc người ta vui lắm á. Đúng, ngắn gọn là một trong những cái tiêu chí như lúc nãy mình nói, cái đặc điểm để mà một cái thông điệp truyền thông đại chúng nó có thể thành công, để có thể hiệu quả hơn, một trong những cái tiêu chí đó là ngắn gọn ha. Tại tụi em nghĩ đi, trong một cái
bối cảnh một cái không gian mà treo dán ở đâu đó rồi rất là đông người, người ta khi mà người ta đi lại ở ngoài đường như vậy thì hoặc là nghe ở đâu đó thì người ta đặt để được bao nhiêu cái thời gian vào cái thông điệp đó, nếu nó quá dài chắc chắn là nó sẽ thất bại. Người ta nghe được chữ trước không nghe được chữ sau, cái thông điệp nó đến với người ta một cách không có hoàn chỉnh, nên đa số mình đều thấy nó rất là ngắn gọn. Ý thứ ba người ta còn hay nói về truyền thông đại chúng, đó là có quan điểm người ta cho rằng nó chỉ có chung chung không chuyên biệt. Thì thật ra đến đây thì tụi em cũng có thể hiểu thấy được là cái những cái nhận định này nó đều mang cái tính hai mặt hết, nó có thể đúng ở khía cạnh này nhưng nó chưa đúng ở khía cạnh khác. Thì tương tự cho cái nhận định này nó cũng vậy. Với truyền thông đại chúng thì như mình đã nói là đúng là nó là một cái hoạt động mà hướng đến rất nhiều người với một cái số lượng lớn vô danh và không đồng nhất, nên cái tính chung chung á, thì là đúng rồi. Nhưng mà nếu như nói rằng nó không chuyên biệt và không hướng đến một cái nhóm cụ thể nào đó thì là chưa chính xác lắm. Ví dụ như chúng ta có ví dụ như báo chí đi, các bạn thấy mình có những tờ báo nào, báo thanh niên, báo tuổi trẻ, báo phụ nữ, báo công nhân chẳng hạn. Đúng, một khi nó đã là cái kênh báo chí á nha thì nó là cái kênh đại chúng, tức là bất kể ai cũng có thể tiếp cận được cái nguồn tài liệu đó, thì nó vẫn là cái tính chất của cái truyền thông đại chúng. Tuy nhiên các bạn sẽ có thể bắt gặp nhiều cái bài viết về chủ đề liên quan đến nữ giới trên báo phụ nữ hơn so với báo thanh niên hay báo tuổi trẻ, và ngược lại các bạn sẽ dễ bắt gặp những cái vấn đề nhức nhối của giới trẻ hơn, cái vấn đề liên quan đến việc làm, ví dụ như chạy deadline rồi nhảy việc rồi thu nhập rồi cuộc sống, cân bằng cuộc sống của giới trẻ này nọ các thứ. Ví dụ vậy, những chủ đề như vậy các bạn sẽ dễ bắt gặp hơn trên báo tuổi trẻ hoặc báo thanh niên so với báo người lao động. Ví dụ vậy ha. Đó thì ở những cái ví dụ đó nó minh họa cho cái ý rằng là truyền thông đại chúng thì đúng là sẽ nhiều khi nó đưa ra thông điệp một cách chung chung, tại vì đại chúng mà nó quá rộng và quá ư là không đồng nhất, làm sao mình tìm ra được một cái nào đó mà nó fit cụ thể được là không có rồi. Nhưng mà không chuyên biệt thì cũng chưa hẳn, sẽ có những cái kênh truyền thông đại chúng nó vẫn là cho đại chúng đó, nhưng nó có xu hướng hướng về cái nhánh bên này hơn một chút, hướng về cái nhánh bên kia hơn một chút. Rồi, mình còn một nhận định nữa, đó là truyền thông đại chúng chỉ mang tính chất ngắn hạn. Đúng là truyền thông đại chúng đa phần người ta sẽ đẩy nó dưới dạng chiến dịch. Chiến dịch tức là một cái gì đó nó ngắn hạn và nó rầm rộ ở một khoảng thời điểm cụ thể nào đó. Ví dụ như với các bạn sinh viên của mình thì tụi em có thể liên tưởng đến chiến dịch xuân tình nguyện nè, chiến dịch mùa hè xanh nè, đó ha. Nó là dạng mà bình thường nó không có, nhưng mà vào cái đợt đó, vào cái mùa đó nó sẽ được triển khai một cách rầm rộ trong một khoảng thời gian ngắn. Đúng là đa số các hoạt động truyền thông đại chúng nó sẽ được diễn ra như vậy, thường nó sẽ có những tháng cao điểm, tháng hành động, ví dụ như tháng hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tự nhiên trong cái tháng đó bạn thấy trung tâm y tế ở nơi mình ở chẳng hạn treo dán rất nhiều những cái băng rôn liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm ở trên các cung đường, các tuyến đường của địa phương nhà bạn, thậm chí là yêu cầu tổ trưởng đi phát tờ rơi gì đó cho gia đình bạn, hay có hội họp gì đó ở trong cái tháng đó thì người ta cũng sẽ có nhắc đến những cái chủ đề đó chẳng hạn ha. Thì nó sẽ hành động trong những cái tháng cao điểm, tháng hành động kiểu như vậy. Tuy nhiên thì truyền thông đại chúng nó còn được khuyến khích là để vào trong những cái kế hoạch dài hạn, nó có thể là kế hoạch quý, kế hoạch năm, thậm chí hoặc là dài hơn, kế hoạch 5 năm chẳng hạn, nó nên là một phần trong những cái kế hoạch dài hạn để mình định hướng là đến cái khoảng nào đó đó mình sẽ làm cái hoạt động truyền thông đại chúng như thế nào, hoặc là mình sẽ lồng ghép vào mình sẽ lồng ghép các hoạt động truyền thông đại chúng với những cái hoạt động khác như thế nào. Tại vì á, với cái tính chất như nãy giờ của truyền thông đại chúng á, thì tụi em cũng thấy được là nó có một cái độ phủ, nó có một cái độ phủ rất là lớn như vậy, nó đánh được rất nhiều người dân đồng ý là thông tin nó sẽ có thể là không sâu, không cụ thể. Thì với cái tính chất đó nó rất phù hợp để làm một cái gì đó nó mang cái tính chất là khơi khơi gợi á,
À, trong một khoảng thời gian ngắn mình truyền tải được thông tin đến rất nhiều người thì nó mang cái tính chất khơi gợi mở đầu cho một cái vấn đề gì đó, và sau đó sẽ chỉ có thể lâu dài sẽ chỉ có thể bền vững nếu như cái chương trình giáo dục sức khỏe đó sau khi mở đầu bằng những cái chiến dịch truyền thông đại chúng rầm rộ để người dân họ để ý rồi á, nó được củng cố thêm bởi những cái hoạt động khác, ví dụ như truyền thông nhóm lồng ghép vô, truyền thông cá nhân lồng ghép vô, mà muốn có một cái sự lồng ghép và phối hợp sao cho nó hợp lý và logic như vậy, nó phải được định hướng ngay từ đầu trong những cái kế hoạch khi mà mình lập ra, chứ không phải là bất chợt nghĩ ra. Bất chợt nghĩ ra thì nhiều khi đến đó xin tiền sếp không cho tiền lấy gì làm đó, kiểu như vậy, hoặc là hết ngân sách hết quỹ thì lấy gì làm đó ha. Nên là với cái ý cuối cùng thì mình thấy là đúng là mình thường quan sát thấy cái chiến dịch, các hoạt động truyền thông đại chúng được diễn ra dưới dạng chiến dịch và nó mang tính chất ngắn hạn. Nhưng nếu như lúc nào mình cũng nhìn các hoạt động truyền thông đại chúng như các hoạt động ngắn hạn thì không đủ và nó sẽ không phát huy được cái hiệu quả lâu dài của truyền thông đại chúng. Mình sẽ cần phải lồng ghép nó vào những cái kế hoạch dài hạn để mình biết khi nào mình làm truyền thông đại chúng và khi nào phối hợp với những cái phương pháp về sức khỏe khác ha, để sao cho phát huy được hiệu quả tốt nhất. Rồi. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, chắc là thông điệp thành công nhất. Đồng ý. Gần như ai cũng thuộc nằm lòng những câu này. Rồi. Nguyên tắc sử dụng thông điệp truyền thông đại chúng ha. Nãy giờ trong cái phần giới thiệu ở phía trước á, thì chị cũng có một vài lần nhắc đến những cái điều này rồi. Ở trong framework của các bạn á, thì nhắc rất là chi tiết và cụ thể. Ở đây thì chị chỉ nói nêu ra một số ý chính thôi. Ví dụ là mình phải luôn luôn biết phối hợp nè, lặp đi lặp lại nhiều lần, và cái thông điệp nó cần phải ấn tượng. Tại sao nó cần phải ấn tượng? Thì ở cái bài xây dựng thông điệp ở phía dưới á, chắc chắn là nó sẽ được giải thích kỹ hơn. Còn ở đây á, mình chỉ nói những cái ý chính thôi. Thật ra đây là những cái chính bóc ra từ ở trong cái phần nội dung Word thôi, nó cũng không có cái gì lạ và cũng không có kiến thức gì mới ở đây. Chỉ có ở cái ý lặp lại á, thì đây có một cái câu hỏi chỗ này ha. Chị nhận được một cái câu hỏi rằng là bạn nói rằng á, đây câu hỏi của bạn nè. Em thấy rằng các hoạt động truyền thông đại chúng á, là phải lặp đi lặp lại nhiều lần để tạo được ấn tượng cho người tiếp nhận, nhưng cái số lần lặp lại lại không phải là vô hạn. Vậy phải chăng là người ta đã tìm hiểu về cái thời gian thay đổi hành vi của người dân phải không? Bạn muốn biết là khoảng thời gian trung bình cần thiết để người tiếp nhận bắt đầu thay đổi hành vi là bao lâu? Hay nói cách khác là sau khi quảng bá thông điệp thông qua truyền thông đại chúng đến khi nào thì mình biết là nó thành công hay thất bại? Một câu hỏi rất hay. Một câu hỏi rất hay. Nãy giờ tụi em nghe kịp cái ý không? Có ai có cái muốn có cái chia sẻ gì với cái câu hỏi này của bạn mình không? Tóm lại đó là mình phải lặp đi lặp lại đến khi nào thì mình dừng lại và làm sao mình biết được là lúc đó nó thành công hay thất bại rồi để mà mình dừng lại thì mình tiếp tục đó, ý bạn là vậy. Rồi tụi em có chia sẻ gì trên cái câu hỏi này của bạn không? Suy nghĩ một chút ha. Câu hỏi rất hay, câu hỏi rất hay của bạn. Bạn cũng là tác giả của cái câu đầu tiên lúc nãy á, tức là hai câu đầu tiên nãy giờ là của cùng một bạn. Rồi, có ai có ý gì không? Mình phải lặp lại, phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Mình giờ lặp đến khi nào? Chừng nào mình biết mình dừng? Có một bạn cho rằng là mình sẽ dựa trên quá trình hồi đáp. Trình hồi đáp, nó nghĩa là cái quá trình phản hồi, đúng không? Hồi báo, feedback á. Rồi. Mà dựa làm sao? Sao mình biết? Tiếp tục ha, các bạn khác mình có ý gì nữa thì các bạn cứ tiếp tục nêu ra nữa ha.
chị sẽ đợi một chút nữa, đợi khoảng 30 giây nữa ha, các bạn cứ đưa ra cái suy nghĩ của các bạn ha. Rồi, hiện tại thì chị, nếu như mà vấn đề mạng không có gì thì chị thấy ở đây chị nhận được hai hai cái phản hồi của hai bạn. Một bạn thì nói là dựa trên quá trình hồi đáp, lúc này chị đọc rồi ha. Một bạn thì nói là dựa vào sự phản hồi và kết quả tác động của những lần trước đó. Ok, cũng cũng có lý. Thì không biết có bạn nào có cái chia sẻ gì trực tiếp không? Ý là bạn bạn trao đổi bằng lời trực tiếp á. À, thêm một câu trả lời nữa nha, để chị đọc nè. Em nghĩ là để có thể biết được khoảng thời gian bao lâu để việc truyền thông đại chúng của mình có thể thay đổi được hành vi của người nhận thông điệp thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. À, đồng ý. Đồng ý. Đầu tiên á, là có rất nhiều yếu tố tác động. Các bạn cứ thử gõ một cái từ, đó là mô hình hành vi sức khỏe. À, mô hình là model, hành vi là behavior đúng không? How behavior models. Các bạn thử gõ cái từ khóa đó thôi. Không biết nó hiện ra bao nhiêu mô hình mà nói. À, rồi ở đây chị thấy có một bạn giơ tay, chị sẽ mời bạn trả lời ha, trước khi chị đọc tiếp cái nhận xét này. À, chị mời bạn tính. Dạ, theo em thì cái số lần lặp lại và cả cái gọi là khả năng mà khi nào dừng lại cái việc đó, để em nghĩ nó tùy thuộc vào cái mục đích hay là cái mục đích của cái sự cái thông điệp hay là cái tuyên truyền đó. Thì nếu như mà một cái tuyên truyền này người ta mục đích là để dài hạn và thay đổi về hành vi thì có thể sử dụng, có thể lâu dài, có thể mất thời gian rất là dài, từ 5, 10 năm hoặc 20 năm nữa về sau. Nhưng mà cũng có thể tùy thuộc vào những thông điệp. Đôi khi có thể nói đơn cử nhất, ví dụ như là về cái quảng cáo chẳng hạn, khi người ta quảng cáo một sản phẩm thì người ta sẽ sử dụng như là cái tần suất, như những bạn ý kiến bạn khác là sẽ dựa vào cái kết quả báo cáo. Đây em có thể nêu ví dụ cụ thể như là ngày trước chúng ta có một cái quảng cáo giống như là điện máy xanh vậy, thì nếu mà người ta mục đích của cái việc thông điệp đó chỉ là để bán hàng sản phẩm thì sau một khoảng thời gian người ta thấy là cái hiệu quả của cái quảng cáo đó nó đã trở về cái mức có thể giống như là trước đó, nó không còn bằng nữa, thì người ta sẽ dừng lại. Tuy nhiên nếu mà giả dụ như đây là một cái thông điệp mà em mua cho mọi người về lâu dài, như là một thông điệp về sức khỏe, thì có thể là tần suất có thể là mỗi năm em sẽ cho cái lặp lại cái thông điệp đó, để coi như là người dân hoặc là mọi người có cái nhớ về cái thông điệp đó lâu hơn. Thì em nghĩ nó tùy phụ thuộc vào cái mục đích của cái mình muốn cái truyền thông nó như thế nào. Rồi ok, cảm ơn em ha. Tùy thuộc vào cái mục đích của cái chương trình mình đưa ra ngay từ đầu nó là gì ha. Ok, chị đồng ý thôi. Bây giờ có thấy nhiều hơn cái các phản hồi rồi nè. Có lẽ bây giờ mạng nó mới đổ vô. Chị sẽ
quay lại cái chỗ cái ý lúc nãy mà chỗ các bạn chị đang đọc ha, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chị có nói đó. Tụi em thử search cái chữ health behavior models, tức là mô hình hành vi sức khỏe. Tụi em sẽ thấy là nó hiện ra cho mình không biết bao nhiêu mô hình mà nói, và tụi em chỉnh qua cái một hình ảnh để tụi em thấy là nó vẽ ra một cái mô hình như thế nào. Tụi em chỉ cần chọn đại một trong số những mô hình đó để xem thôi, thì đã thấy là một cái mô hình, thậm chí những cái hành vi sức khỏe khác nhau nó còn gợi ý những cái mô hình khác nhau để mà nói rằng là có những yếu tố nào ảnh hưởng đến cái hành vi sức khỏe đó, thì mình sẽ thấy nó là một rừng những cái yếu tố chằng chịt. Đôi khi nó không có tác động một chiều đâu, có nghĩa là nếu mình xem cái hành vi sức khỏe như là cái outcome ha, cái có những cái yếu tố tác động vô, tác động vô, tác động vô, rồi không những vậy những cái yếu tố này nè nó còn tác động qua lại lẫn nhau, rồi nó chằng chéo cái đường dây, nó chỉ qua lại lẫn nhau như vậy á ha, nó rất là phức tạp để mà lý giải được một cái hành vi sức khỏe ha. Rồi rồi ok, xong một ý của một bạn. Tiếp ha, có một bạn nói là bạn sẽ đánh giá, em nghĩ đánh giá phản hồi dựa theo thống kê. Ví dụ tháng an toàn giao thông thì đọc thấy, đọc báo thấy có thống kê bao nhiêu vụ tai nạn, số người bị phạt, còn thời gian nào nên dừng thì em không biết. Ok, thật ra cái này nó cũng tương đồng với một cái ý nào đó nãy giờ của những bạn đã có chia sẻ, tức là chắc chắn là mình sẽ dựa một phần vào cái hồi báo mình nhận được. Hồi báo ở đây có thể là cái phản ứng của người dân xung quanh, cái động thái, ví dụ như mình muốn người ta đeo khẩu trang và mình thấy là người ta đeo khẩu trang hết rồi thì thôi, mình có thể giảm tần suất xuất hiện của cái thông điệp đó lại, mình chỉ dừng lại ở mức độ duy trì thôi chứ không dồn dập, không dồn dập nữa. Nhưng mà đúng ví dụ như em nói là bây giờ đang tháng an toàn giao thông, đang triển khai quyết liệt những cái liên quan đến an toàn giao thông, mà trời ơi số ca tai nạn giao thông mình thống kê được thấy tăng quá trời là biết là không có hiệu quả gì rồi, hoặc là nó có một cái gút mắc, một cái problem ở đâu đó mà mình phải đi tháo gỡ á, kiểu kiểu vậy, thì những cái kết quả đó nó sẽ nói ngược lại cho mình biết là các hoạt động mình làm nó đã ổn hay không ổn chưa. Còn thời gian nào nên dừng lại thì em không biết. Ok, cái này chị cũng không biết. Chắc là đến khi nào mình hết tiền á, ngân sách hết cho tiền á, hết cho tiền làm nữa thì mình ngừng lại. Rồi, em nghĩ có một vấn đề có thể phù hợp ở thời điểm này nhưng luôn vận động thích nghi với điều kiện hoàn cảnh. Việc lặp đi lặp lại là còn để phù hợp, để cập nhật cho phù hợp. Đúng nha, đúng. Việc lặp đi lặp lại này nè, nó không mang cái tính chất là lặp lại y xì. Đôi khi nó có những cái mà nó cần phải điều chỉnh cho phù hợp một chút với cái thông điệp, gọi là với cái chính sách, với cái chủ trương chung của nhà nước. Ví dụ như thông điệp về cái văn hóa gia đình trước đây thì các bạn có thể thấy là mình có những câu rất quen thuộc, chị nghĩ là các bạn chị nói ra một hai chữ đầu là nhớ được liền, có nghĩa là dù gái hay trai chỉ hai là đủ, đúng không ha? Tức là cái chủ trương lúc đó là gì, mỗi gia đình chỉ nên có tối đa là hai con. Còn bây giờ cái thông điệp nó là gì, mỗi gia đình nên có đủ hai con. Các bạn thấy nó cũng là một cái ý, nó liên quan đến cái chương trình về cái văn hóa gia đình. Bạn thấy nó đổi chỉ có một hai cái từ nhất định trong cái câu đó thôi, nhưng mà nó thể hiện cái sự cập nhật của cái chủ trương chính sách của cái thời điểm bây giờ, vì cái mức sinh, người ta thấy cái mức sinh nó bắt đầu giảm, mà đặc biệt ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, nên cái thông điệp nó có cần có cái sự điều chỉnh sao cho phù hợp với cái bối cảnh xã hội hiện tại. Việc lặp lại thực hiện đến khi vấn đề đó đã trở thành một phần của cuộc sống, thành tiềm thức thì vẫn cập nhật cho phù hợp với cuộc sống. Rồi ok. Rồi để coi còn ý kiến nào nữa không ha. Em nghĩ thông điệp sẽ tùy thông điệp sẽ có thời gian khác nhau. Ví dụ như thông điệp là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, em thấy cũng khá lâu rồi. Ý ý bạn là chắc là bạn thấy thông điệp này khá lâu rồi mà người ta vẫn chưa dừng lại. Thông điệp này chắc là sẽ lặp lại mãi mãi luôn quá.
Rồi, thì đúng như nãy giờ tụi em có nói, mỗi người một cái góc nhìn, mỗi một cái góc nhìn như vậy nói lên được một cái khía cạnh nào đó của vấn đề. Dĩ nhiên toàn diện thì vẫn chưa toàn diện hết, nhưng mà chị tin rằng là mỗi người sẽ có thể tự đưa ra cho mình một vài cái lý lẽ để thấy rằng là mình lặp lại đến khi nào nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều những yếu tố. Mình sẽ bằng cố gắng hết sức mình khai thác những cái công cụ trong cái khả năng để mình thấy được rằng là cái hiệu quả của vấn đề nó được đến đâu rồi. Thì cái sự lặp lại này á, nó có thể giảm cái cường suất, giảm cái cường độ, giảm cái tần suất hay không, lặp lại ít đi để đỡ tốn kém kinh phí hơn, lặp lại với cái tính chất là duy trì hơn là tấn công một cách dồn dập như là cái giai đoạn đầu nữa ha. Nó sẽ có nhiều cái yếu tố, nhiều cái mục đích khác nhau, nó ảnh hưởng đến cái quyết định của mình là có lặp lại hay không và lặp lại như thế nào. Còn ở cái vế thứ hai mà bạn muốn hỏi rằng là sau bao lâu thì người ta sẽ thay đổi hành vi á, thì như mình cũng có nói lúc nãy, hành vi ở đây mình sẽ không có một cái câu trả lời cụ thể cho cái câu hỏi này. Câu trả lời mà chắc cố định nhất đó sẽ là tùy. Trả lời cũng như không trả lời, đúng không? Thì nó sẽ còn phụ thuộc cái hành vi sức khỏe này là hành vi kiểu như thế nào, mà bạn đang giải thích nó dựa trên cái mô hình hành vi nào. Mình không có, ví dụ như ít nhất cá nhân chị không thể đưa ra cho bạn một câu trả lời về việc sau bao lâu nó sẽ thay đổi, vì bản chất hành vi là một cái kết cục của nhiều yếu tố mà tụi nó không chỉ ảnh hưởng một chiều đến hành vi mà tụi nó còn tương tác qua lại với nhau nữa. Bản thân từng yếu tố tương tác qua lại với hành vi và những yếu tố này nó tương tác qua lại với nhau, và cái kết cục của cái sự tương tác đó lại ảnh hưởng đến hành vi nữa ha. Nó có nhiều tầng. Ở đây á thì chị có ít nhất chị có giới thiệu với các bạn, chị có tìm lại một tài liệu và chị giới thiệu với các bạn. Thật ra thì nếu chị nhớ không lầm thì cái mô hình này các bạn có được biết qua nó ở cái bài đại cương, ở cuối bài đại cương thì phải. Nếu chị nhớ không lầm thì nó là như vậy, còn coi như lầm thì chị giới thiệu mô hình này với các bạn ha. Thật ra cái tên của nó đọc thì mình nghe có vẻ xa lạ, chứ nó là các giai đoạn của cái tiến trình thay đổi hành vi á. Các bạn trong bài PowerPoint thì các bạn sẽ được thấy nó diễn ra dưới dạng bậc thang á, từ giai đoạn chưa biết lên biết, là biết lên muốn, muốn lên làm lên duy trì, duy trì rồi nếu như mà không ổn thì có thể bị thụt lùi á ha. Ở cái hình này thì nó không có đề cập đến giai đoạn thụt lùi thôi, giai đoạn thụt lùi có thể có hoặc không, tùy người chứ không phải là bắt buộc hành vi nào của người nào rồi cũng sẽ đi đến cái giai đoạn thụt lùi. Có thể không có thể đến cái giai đoạn duy trì và người ta duy trì rất là tốt rồi. Thì cái tài liệu này là tài liệu của Hu trong một cái quyển giáo dục sức khỏe, nói về nói chung là cái tên chỉ có để ở đây á ha. Thì nó mới nêu ra các đây là một trong những mô hình lý giải về hành vi nha. Theo mô hình này thì nó nói rằng một cái hành vi mới á, không tự nhiên mà có, mà nó trải qua rất nhiều những cái giai đoạn. Mỗi một cái giai đoạn như vậy nó sẽ có những cái đặc điểm riêng biệt, và cơ bản ở đây các bạn thấy cái phần định nghĩa đó, họ có giới thiệu cho các bạn cái mốc thời gian tương ứng với từng cái giai đoạn đó. Do vậy nếu như mà bạn vẫn cảm thấy là cái câu trả lời mà tùy á, tại vì có nhiều người thì nhiều khi mình thấy nó không có hề gì rõ ràng á, mình vẫn rất là khó chịu, mình vẫn rất là tức tối, mình không chấp nhận được câu trả lời này, mình vẫn muốn có một cái con số nào đó để mình tham khảo, thì đây chị giới thiệu với các bạn cái mô hình này để các bạn có thể tham khảo ha. Ở giai đoạn chưa biết người ta nói gì, người này hoàn toàn không có ý định gì về việc thực hiện hành động trong ít nhất là 6 tháng tiếp theo. Thì bạn thấy một giai đoạn của một cái theo một cái mô hình đó là nó đưa ra cái mốc thời gian là như vậy đó. Và giai đoạn sau nữa, sau nữa, sau nữa, từng giai đoạn thì nó có đặc điểm như thế nào và cái mốc thời gian nó làm sao ha. Đây là một trong những cái mà chị có thể một trong những cái mô hình cũng được sử dụng khá là nhiều và lại được đề cập đến trong tài liệu của Hu luôn. Ở cái mục này là cái mục là nó nói về những cái mô hình hành vi sức khỏe nào thường được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục sức khỏe luôn á.
ha. Đây là một trong những mô hình như vậy nên chị giới thiệu để các bạn có cái thêm thông tin ha. Nếu các bạn muốn, các bạn có thể dùng những cái từ khóa này, các bạn tìm đọc thì mình sẽ có thêm được nhiều cái thông tin hữu ích khác đó. Chị trả lời cho cái câu hỏi thứ hai ở trong phần giải đáp thắc mắc nha. Rồi mình đi tiếp nè. À rồi, vậy là mình hết cái bài đầu tiên là cái bài truyền thông đại chúng rồi á. Mình còn bài tiếp theo nữa là bài xây dựng thông điệp. Thật ra thì trong cái phần giải đáp thắc mắc thì chị không thấy có câu hỏi nào liên quan đến phần thử nghiệm trước thông điệp cả, nên chắc là chị sẽ lướt qua cái phần thử nghiệm trước thông điệp thì chị sẽ để nó cuối cùng. Chị sẽ lướt qua nó khá là nhanh. Cái phần xây dựng thông điệp thì chị sẽ vẫn nhấn vô một số những cái ý chính. Và thật ra có một câu hỏi chị thấy nó không thuộc vào cái bài ngày hôm nay nha, nó thuộc vào cái nội dung bài cũ nên chị sẽ không có giải đáp câu hỏi đó ở đây. Rồi để coi còn gì dặn nữa không. Không, tạm thời là như vậy ha. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút, khoảng 10 phút thôi chứ không không nhiều ha, để chúng ta học luôn cái phần sau rồi nghỉ sớm nha. Mình nghỉ khoảng 10 phút nha mấy đứa.